là Trang là lên cấp 3 Trang mới làm lớp trưởng. Lớp 8 mới vô mà. Không, lớp 8 mới vô. Ờ, đó cái vụ gì mà Mỹ Phương với lại Thư khóc gì đó. Khóc hả? Đó, năm lớp 9, lớp 8, lớp 9. Chưa bằng gọi gọi đâu. Dạ bạn nào bạn vô. Ồ, vô trễ bị phạt. Mà đó không bao giờ mình nghĩ tới 20 mấy 30 năm sau. Nhìn không nhận ra là con của tên khác. Ủa sao kỳ vậy mày, nói chị một hơn.